còn mình hãy cùng lắng nghe một bài hát nhé. Ấm trà nhỏ đến đây. Và đây là chiếc vòi. Bạn để tôi một lúc nước sẽ có ngay rót vào một chiếc chén bé xinh này. Nước này mẹ. Mập mà và nhỏ bé, chính tôi để ấm trà. Đây là cái tay cầm và đây là chiếc vòi. Bạn đợi tôi một lúc, nước sẽ có ngay rót vào một chiếc chén bé xinh này. Thật thơm. Mập mập và nhỏ bé, chính tôi để ấm trà. Đây là cái tay cầm và đây là chiếc vòi. Bạn đợi tôi một lúc, nước sẽ có ngay vào một chiếc chén bé xinh này. Khi các con nghe hát xong, bố mẹ hỏi các con vừa được nghe bài hát gì. À, đó là bài hát Tôi là cái ấm trà. Bài hát nói về chiếc ấm trà rất dễ thương và xinh xắn. Ấm trà để sử dụng pha trà, rót nước mời khách. Bây giờ, bố mẹ và các con hãy cùng nhau khám phá xem trong gia đình của chúng ta có những đồ dùng gì nhé. Đây là phòng khách. Trong phòng khách của các gia đình thường có những đồ dùng gì? À, đầu tiên, trong phòng khách sẽ là một bộ bàn ghế để cả nhà cùng ngồi xem tivi hoặc ngồi chơi, ngồi tiếp khách. Ngoài ra, trên bàn thường có một bộ ấm chén để pha trà, mời nước khi khách đến chơi nhà. Tiếp theo, còn có đồ dùng gì nữa? À, đó là một chiếc tivi. Tivi dùng để làm gì? Tivi dùng để cho gia đình chúng ta sau một ngày làm việc sẽ cùng nhau ngồi xem tivi để giải trí, để thư giãn cũng như là theo dõi những chương trình thời sự cần thiết. Ngoài ra, trong phòng khách còn có đồ dùng gì? À, đó là một đồ dùng không thể thiếu. Đó chính là một chiếc đồng hồ. Đồng hồ giúp cho mọi người xem giờ để biết được đã đến giờ đi làm hay đến giờ đi học chưa. Và bây giờ xin mời các con cùng đến với phòng bếp của gia đình nhé. Đây chính là phòng bếp. Các con hãy cùng quan sát xem trong phòng bếp có những đồ dùng gì. Đầu tiên, đó chính là một chiếc bếp ga. Bếp ga dùng để làm gì? Bếp ga giúp cho mẹ của chúng ta đun nấu những món ăn hàng ngày đúng không nào? Chúng mình còn nhỏ nên chúng mình không được tự ý sờ vào bếp ga, không được tự ý bật bếp ga lên. Và khi mẹ đang đun bếp thì các con không được đến gần và không được vặn những nút ở bếp ga. Không được sờ vào những cái nồi mà mẹ đang đun, nó sẽ làm cho các con bị bỏng tay đấy. Và tiếp theo là đồ dùng gì đây? Đó chính là một chiếc nồi cơm điện thật xinh xắn. Chắc hẳn gia đình nhà bạn nào cũng có một chiếc nồi cơm điện đúng không? Chiếc nồi cơm điện này sẽ giúp cho mẹ của chúng ta nấu cơm một cách đơn giản và tiện lợi hơn đấy.
Nồi cơm điện được sử dụng bằng gì? Nồi cơm điện được sử dụng bằng điện. Vì vậy, các con không được sờ vào nồi cơm điện khi mẹ đang nấu, hoặc cũng không được tự ý cắm dây điện vào ổ điện, vì nó rất là nguy hiểm. Các con nhớ chưa nào? Và tiếp theo, đó là cái gì nhỉ? À, ngoài nồi cơm điện ra, thì trong bếp của chúng ta còn có rất nhiều xoong nồi khác nhau nữa. Như là chảo này, rồi các loại xoong to, xoong nhỏ để nấu canh, nấu thức ăn, hoặc là ấm đun nước. Đó là những đồ dùng để mẹ nấu cơm, đun nước hàng ngày. Và khi mẹ nấu cơm xong, thì chúng mình sẽ sử dụng những gì để đựng thức ăn? À, chúng mình sẽ sử dụng bát, đĩa để đựng thức ăn. Đây chính là bộ bát, đĩa, cũng như là những chiếc thìa, những chiếc muôi, những đôi đũa để sử dụng trong bữa ăn hàng ngày đấy. Và một đồ dùng không thể thiếu của gia đình trong thời đại hiện nay, đó chính là một chiếc tủ lạnh. Chúng mình có biết chiếc tủ lạnh này dùng để làm gì không? Chiếc tủ lạnh này để giúp bảo quản thức ăn được tươi ngon hơn, cũng như là giúp chúng ta tạo ra những viên đá để uống nước giải khát trong mùa hè nóng lực đấy. Vừa rồi, các con đã được khám phá những đồ dùng ở trong phòng bếp. Tiếp theo, xin mời các con cùng đến với một căn phòng mà giúp chúng ta thư giãn trong một ngày làm việc mệt mỏi. Đó chính là một căn phòng ngủ rất đẹp và đáng yêu, đúng không nào? Vậy trong phòng ngủ của các con thường có những đồ dùng gì? À, trong phòng ngủ thường có một chiếc giường. Chúng mình có biết chiếc giường này dùng để làm gì không? Giường dùng để chúng ta nằm ngủ, để đưa chúng ta vào một giấc ngủ sâu hơn, thư giãn hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi đấy. Trong phòng ngủ còn có một chiếc đèn ngủ. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có một chiếc tủ đựng quần áo nữa đấy. Trong phòng ngủ nhà các con có tủ đựng quần áo không? Tủ quần áo thường hay được để trong phòng ngủ để đựng những bộ quần áo mà chúng ta mặc hàng ngày đấy. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có rất nhiều các đồ dùng khác nhau nữa. Các con ạ, trong mỗi gia đình đều có rất nhiều các đồ dùng với những lợi ích khác nhau. Vì vậy, các con hãy biết giữ gìn cẩn thận các đồ dùng trong gia đình và sắp xếp các đồ dùng đó thật gọn gàng để căn nhà của chúng mình luôn sạch sẽ và đẹp nhé. Bây giờ, cô có một trò chơi rất là thú vị dành cho các con. Trò chơi mang tên Ai thông minh hơn? Ở trò chơi này, các con hãy trả lời thật nhanh những câu hỏi mà cô đưa ra. Câu hỏi như sau. Câu 1. Con hãy kể tên những đồ dùng có ở trong phòng khách. Câu 2. Con hãy kể tên những đồ dùng có ở phòng bếp. Câu 3. Con hãy kể tên những đồ dùng có ở phòng ngủ. Các con hãy trả lời những câu hỏi thật nhanh và gửi về cho cô giáo và các bạn cùng xem nhé. Vừa rồi, cô và các con đã cùng tìm hiểu về một số đồ dùng trong gia đình rồi đấy. Các con hãy nhớ ở nhà cùng học bài và quay lại clip chia sẻ với cô và các bạn nhé. Còn tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô Ngân xin chào và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.